Công giữ lính này là hợp lý nhất này. Thứ nhất là sẽ deny được lính rất là nhiều. Thằng AD sẽ không ăn được lính. Thứ hai là mình sẽ đánh một hồi là mình sẽ hơn lính thôi à. Cho nên cố gắng giữ như này nhá. Ta sang game này đi. Cái game này khá là căng thẳng. Bên kia là toàn boy 100 với cả đánh hay không á. MF bây giờ hơi yếu á, không có em. MF bây giờ vẫn khỏe nhá. Vẫn khỏe đều em ơi. Người ta vẫn chơi đều mà. Mình đẩy được, mình đẩy trước nha anh em. Tôi đẩy lên hai sớm này. Lấy cái lợi thế này. Mình lấy lợi thế đi đường này. Nhấp lên, nhấp lên, nhấp lên. Eve đấy là nó ăn blue. Mua này thôi thôi được rồi. Chạy vô mình ra mình cắm mắt con cua trước đã này. Đó. Như này sẽ dễ đánh hơn. Level 2 nó có thể khả năng là nó sẽ flash lên để nó e công nhá. Thằng này này. Đó cho nên mình phải đánh thấp thấp xuống xíu. Rồi lồi lồi lồi. À đấm đau quá ta. Cố gắng mít lính đừng để mít con nào nha anh em. Ok, nice. Chuẩn chỉ luôn, chuẩn chỉ luôn. Ai à, mít một con rồi. Hay. Cái quay này EV nó sẽ xuống tiếp lại công này. Quay này EV nó xuống được nha anh em. Quay để lên á. Mình cố gắng mình sẽ đẩy sớm để về cái. Về mua luôn, đẩy đi. Yes, baby. Đúng rồi bạn ơi. Té té té. Hơi khoai. Đang mình cần kiểm soát cái nhỉ. Lính đang nhiều này. Cố gắng kiểm soát từ dưới cái cây. Nhắc ơi. Ok. Khép góc thôi. Lùi 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 lùi. Té 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 té. Đó, thấy hướng di chuyển không? Hên đẩy quay này thì thằng này ăn được con cua rồi. Cũng ngon. Lùi đi. Cho đẩy về nhá anh em. Cho đẩy về mới chơi được. Ui, tí chết bạn tôi. Nó đấm nó không trượt phát nào luôn. Ui, nó còn lát à? Hay. Hay quá tiểu tử ơi. Trước khi anh em chạy ra bot thì mình sẽ chạy ra mid trước. Đó, để có gì ví dụ mà mid mình bị ganh ấy. Hay có trường hợp đánh nhau ấy thì mình sẽ ra mình hỗ trợ được. Như bên này thì chắc là mình ra mình giúp Z nó trước đi. Cho nó ăn cho lẹ. À. Hợp lý chưa? Đó, đó anh em thấy không? Y đúc bà. Y xì đúc bà. Mỗi tội là ra không kịp thôi. À, pha đấy mà anh ấy chạy xuống bot là tôi ngon luôn rồi. Ăn được quay lính mid luôn mà không mất quay bot. Tự nhiên anh ấy chạy ra mid làm tôi lại phải chạy xuống. Quay này thì giữ thôi. Đường nó đang ở trong red. À đâu trong dòng rồi này. Đó, vừa ăn xong. Nó thể xuống được nha anh em. Bây giờ là nó đang vòng vòng đây không á. Từ từ lên thôi. Tật lên này. Cố gắng giữ này thôi anh em ạ. Top mình đang khỏe đấy.
Tại các bản đấy giờ thằng Evelyn nó đánh ở dưới bot ấy, cho nên mình không dám đánh cao được, không thể đánh cao được nhá. Công giữ lính này là hợp lý nhất này. Thứ nhất là sẽ deny được lính rất là nhiều. Thằng AD sẽ không ăn được lính. Thứ hai là mình sẽ đánh một hồi là mình sẽ hơn lính nữa. Chơi cố gắng giữ như này nhá. Nó công được chưa? Nó phải mé ra để nó farm á. Rồi lấy giáp thôi. Ui xong thả luôn đây lên này. Làm cái tách trụ sớm này. Qua đây qua đây qua đây qua đây. Đi vào lăng tele luôn rồi. Ôi giời, ông Hecarim. Ông Hecarim ông làm cái gì đấy trời. Cồng cành vãi trưởng. Này nó rờ vào đây, nó đút vào đây, nó đút vào đây này. Chúng mình đút vào đây này. Đấy. Nghi lắm, nghi lắm, có màu lắm. Đó. Ý xì à anh em. Ý xì à. Nói cái nó tới liền à. À, tôi mới thấy này lúng ngủ đây mà. Rồi mình dứt câu luôn. À. Hello Minh Phạm nha, hello anh em nha. Ừ, Profit đấy. Công ơi Công, cho tôi xin một like về nha Công nhá. Cảm ơn anh em nhiều. Chúc anh em ngày mới vui vẻ ạ. Anh em giúp em một like với. Hay. Úi giời ơi. Tí thì chấm hết. Thôi, ai thằng kia chết rồi, đẩy luôn. Tinh thần hôm nay đang thoải mái cho nên là cũng được, cũng đậy đậy phết anh em ạ. Hôm qua hơi đuối cái đánh ngáo ngáo ngơ ngơ. Team nó hết hết đấy rồi. Bên kia đang hết dịch chuyển rồi. Vugot nãy dịch chuyển xuống dưới mid rồi này. Set nó đang chạy đến tầm đây rồi này. Đó, lùi thôi. Nó đang có cái súng này là một phát là chết đấy Công nhá. Giữ nhá, giữ vị trí nhá. Tank nó rờ lên là chết ạ. Evelyn dưới boss luôn này. Qua này. Chấm hết lên. Đây anh bọn. Trời ơi, không cho em acid luôn. Cái ông mập này. Mập là anh còn tham nữa. Bảo thao, bảo sao mà không gút. Đi theo này, đi theo này. Thầy rồi. Cứ đánh chung chung này không chết được đâu không. Đó. Từ đây xuống cứu. Đẩy luôn. Bao giờ chưa kịp về. Chạy với chúng tôi này. Chấm hết lên. Té té. Đem con này đi. Ừ.
Chỗ này mình có hai đam rồi, nên phép luôn nhá. Năm trăm với 1.000 vừa đủ luôn. Trời ơi, tính toán nó vừa đủ luôn này. Sứ giả 53 giây anh em ơi, nên tốt đệ. À, Baron chứ. Ông mập chuẩn bị đi rồi đấy, ông mập hết mana rồi này. Nó hỏi hai anh em cứu nhau, hai anh em họ hàng, hai anh em team set, hai anh em set cứu nhau hay quá. chọc lên. Đây. Đùa núp, đùa giết tôi pha này rồi. Lùi ra nhá. Support là top, đúng rồi đấy, support là top của Flash hay cao. Đẩy ba đường cho à? Đây, ô gót này, quay không? Quay không? Lút nó lại anh em. Hai thằng này trước đi. Tướng của chúng tôi là... Bót luôn. Ở mít chứ nhầm. GG. Gravat và Brofit đánh á, đúng rồi, Gravat là Brofit đấy. Anh em mới vô trên xin một like mình nhá. Cảm ơn mọi người nhiều ạ. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ. Hôm nay là Sài Gòn trở nắng rồi, không còn mưa như các hôm trước nữa.